Kể từ khi hệ thống camera phạt nguội vận hành với mục đích ghi lại các lỗi giao thông báo về trung tâm xử lý để xử phạt nguội, nhiều tài xế đã sử dụng nhiều hình thức che khác nhau như là che đi một số hoặc là chữ trên biển số, tạo nên một trào lưu ảnh hưởng tiêu cực. Hành vi này không chỉ nhằm trốn tránh vi phạm mà còn gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình gửi thông báo vi phạm cho chủ các phương tiện. Đây là một trong những cách mà các lái xe thường dùng để đánh lừa hệ thống phạt nguội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Còn đây là cách mà các lái xe dừng trước cổng bệnh viện Bạch Mai dùng để đối phó với lực lượng chức năng. Thực tế này đã và đang diễn ra suốt nhiều năm qua trên tuyến cao tốc cũng như tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, gây nhức nhối cho xã hội. Hành vi dán biển số, che mờ biển số là hành vi bị xử phạt trong Nghị định 100. Nhưng tuy nhiên là cái hành vi này chưa đủ mức gian đe, nên là chúng tôi cũng đã nhận thức được là đấy là cái thủ đoạn làm nhưng mà không dám chịu trách nhiệm. Chúng tôi trong thời gian tới sẽ đề xuất khi mà cái luật xử lý vi phạm hành chính đã được ban hành, bổ sung đã được ban hành thì sửa cái Nghị định 100, trong đó cái hành vi là che khuất hoặc là dán biển số sẽ là một hành vi cần phải xử lý nghiêm trong thời gian tới. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày hệ thống camera trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông, chủ yếu ở các lỗi vi phạm phổ biến: đi vào làn khẩn cấp, dừng đỗ không đúng quy định, đi ngược chiều, lùi trên đường cao tốc. Không khó để nhận thấy, tuy nhiên việc xử phạt hành vi che biển số còn rất ít. Cả xe nào chả phải đi qua trạm soát vé. Và như vậy đến lúc đầu ra là chúng ta xử lý tất, không có lôi thôi gì cả. Đấy, thế thì cái nên quá dễ, nhưng mà vấn đề xử lý nhân dân ở trên chạy trên đường thông thường này. Cái này là do chúng ta phải thấy rằng là phạt nguội là một cái hình thức văn minh. Nhưng mà phạt nguội sẽ không lại mang lại lợi ích cho những con người vi phạm. Chúng ta phải nhìn rõ như thế. Và như vậy thì người ta không nhiệt tình lắm. Chúng ta phải lấy cái mức phạt cơ bản, các cái hình thức phạt cơ bản để làm cái căn bản. Chứ chúng ta không phải là cứ thấy cái hiện tượng như thế chúng ta lại sửa đổi luật. Như thế thì cái luật rất khó có thể mà có thể có cái đời sống lâu dài trong thực tiễn. Chính vì vậy thì trong trường hợp này tôi đề nghị là chúng ta bổ sung các cái hình thức phạt bổ sung. Đấy, thì chắc chắn là nó sẽ đủ cái sức răn đe. Những người có xe đưa vào lưu hành thì người đó bắt buộc là phải có cái ý thức để kiểm tra cái sự an toàn của xe, cũng như là kiểm tra tất cả những cái vấn đề có liên quan đến các cái về mặt pháp lý để mà tiến hành đưa cái xe đó vào lưu hành, chứ không thể đổ lỗi cho con hay là đổ lỗi cho bất kỳ một người nào. Những biên bản phạt nguội đa số chỉ có thông tin về hình ảnh, biển số xe mà chưa có thông tin về màu xe, loại xe. Chính vì vậy khi các tài xế cố tình che đi một phần biển số sẽ gây khó khăn cho lực lượng chức năng quản lý. Vì vậy, cần phải nâng cao mức phạt cho các lái xe cố tình che mờ biển số xe để tạo bài học răn đe.